Chào các em, hôm nay thầy rảnh. Thầy giải cho các em nick 2 của khối lớp 6 vòng 14 ha. Và trước khi giải thầy cũng nhắc luôn là các khóa học V63, 73, 83, 92 là thầy đã xuất bản. Các em có thể đăng ký để lấy thêm vốn để thi vòng huyện, vòng tỉnh. Chúng ta vào bài thi đầu tiên. Rồi. Cho 2006 đường thẳng thì có bao nhiêu? Trong đó bất kỳ hai đường nào cũng cắt nhau. Như vậy là 2006 thì cứ mỗi đường nó sẽ cắt 2005 đường khác là tạo ra 2005 giao điểm. Mà có 2006 điểm như vậy thì kem lấy 2005 nhân 2006. Rồi kem nhớ chia đôi. Bởi vì đường này cắt đường kia thì đường kia cũng cắt đường này. Như vậy mỗi giao điểm nó lặp lại hai lần ha. Vậy em lấy 2005 nhân 2006 chia đôi thì nó bằng 2011 015. Đó. Cái này em bấm máy cho nó khỏe. 2155 trừ cho 174 trừ 2155. Dùng quy tắc phá ngoặc cũng được. Trừ 68 cộng 174 bằng âm 68 nha. Bội chung nhỏ nhất của 15 và 75 sẽ là 75 thôi. Con ngựa. Cái này kem dùng kỹ thuật so sánh trong khóa học V61. Kem xét hiệu ha. Thì kem sẽ có là 6 mũ 30 lớn hơn nha. Lớn hơn nhiều. Mèo. Bài này kem bấm máy. Cái ngoặc đơn thứ nhất sẽ ra 0 này. Mà 0 chia cho bao nhiêu cũng bằng 0 thôi. Như vậy là cái ngoặc đơn thứ hai các em đừng có tính, mất thời gian. Các em tính ngoặc đơn thứ nhất là thấy nó bằng 0. 0 chia cho cái gì cũng bằng 0 hết. Con heo. Bài này các em dùng kỹ thuật tìm x trong V61. Giải một xíu nó ra mà. Rồi x bằng 5 các em. Gà. Bài này thì hình như thầy giải ở trong cái khóa V63 rồi hay sao á. Mà giờ thầy giảng lại ngoài này một lần nữa đi ha. Trong V63 có bài này rồi ha. Rồi. Để giải những bài kiểu như thế này thì các em lấy A. Các em nhân thêm cái cơ số 2 mũ 2 cộng 2 mũ 3 cộng cho 2 mũ 4 nè. Rồi cộng cho chấm chấm cộng cho 2 mũ 20. Đó. Giờ các em để ý A là một tổng gồm những lĩ thừa có cơ số là 2. Thì gặp những cái bài này thì các em lấy A nhân thêm cơ số đó một lần nữa. Các em lấy 2 nhân A. 2 nhân A thì là bằng 2 nhân cho cái tổng cũ này ha. Rồi giờ mình dùng tính chất phân phối mình nhân ra. 2 nhân A sẽ bằng 2 nhân 4 nè, rồi cộng cho 2 nhân 2 mũ 2 nè, rồi cộng cho 2 nhân 2 mũ 3 vân vân. Đó. Thì các em để ý 2 nhân 4 thì thầy nhân luôn là thành 8. Đó. 2 2 1 thôi nhân luôn đi. Đặt phép nhân cho nó kỹ nhiều em không biết. Đó, cứ như vậy. Cộng cho tới 2 nhân cho 2 mũ 20. Đó. Bây giờ thầy sẽ nhân lại. 2 nhân 4 thì hóa thành 8. Còn 2 nhân 2 mũ 2 á, thì hóa thành 2 mũ 3. 2 nhân 2 mũ 3 thì lại hóa thành 2 mũ 4. Đó, 2 nhân 2 mũ 4 thì lại hóa thành 2 mũ 5. Còn 2 nhân 21, 2 nhân 2 mũ 20 thì thành 2 mũ 21. Đó. Hai lần A thì bằng cái tổng mới này. Còn một lần A thì lại bằng cái tổng ban đầu, thầy đem xuống. Đó. Các em nhìn cho kỹ. Hai lần A thì bằng cái tổng trên. Còn A thì bằng cái tổng dưới thầy mới vừa bê xuống đó. Bây giờ sắp xếp lại xíu ha. Sắp xếp lại xíu. Đó. Vậy thì dễ nhìn. Bây giờ thầy sẽ lấy phe trên trừ phe dưới. Hai lần A thì bằng tổng này. Một lần A thì bằng tổng dưới. Như vậy khi thầy lấy hai lần A trừ cho một lần A thì có nghĩa là bằng cái tổng trên này
trừ cho cái tổng dưới này. Đó. Mà khi tổng trên này trừ cho tổng dưới này thì thầy phân công nhiệm vụ nè. 2 mũ 3 trừ 2 mũ 3 là hết, 2 mũ 4 trừ 2 mũ 4 là hết. 2 mũ 5 trừ 2 mũ 5 trong chấm chấm này là hết. Rồi đằng trước 2 mũ 21 là có 2 mũ 20 trừ 2 mũ 20 là hết. Vậy cuối cùng là còn ở trên là 2 nó chết hết ha. 2 mũ 3 trừ 2 mũ 3 là hết rồi. Và 2 mũ 20 trừ 2 mũ 20 là hết rồi. Vậy là còn 8 với lại cộng 2 mũ 21 ở trên là chưa có nhiệm vụ. 8 cộng 2 mũ 21 ở phía trên là chưa có nhiệm vụ. Thì hai anh bạn này thầy sẽ giao nhiệm vụ là trừ cho cái tổng này. Cái tổng này chưa trừ nè, đúng không? Đó. Trừ cho cái này. Còn mấy anh 2 mũ 3 này trừ 2 mũ 3 là hết rồi. 2 mũ 4 trừ 2 mũ 4 là hết rồi. 8 cộng 2 mũ 21 trừ cho 4 cộng 2 mũ 2 thì nó bằng cái gì? Các em để ý 8 cộng 21 á. Rồi, 2 lần A trừ 1 lần A thì còn 1 lần A. Còn cái nhóm bên này 8 cộng 21 thì thầy để nguyên 8 cộng 2 mũ 21 nhé. Thầy trừ cho bên này 2 mũ 2 là 4, rồi cộng 4 trong ngoặc nữa là 8. Vậy cái ngoặc đơn này chính là 8. Vậy cuối cùng A nó sẽ bằng gì? 8 cộng 2 mũ 21 rồi lại trừ 8. Vậy A chính là 2 mũ 21. A mũ 21. Mà theo đề á, theo đề thì ta lại có gì? Theo đề thì A lại bằng bằng 2 mũ N. Đó. Đó. A mũ 2 mũ N. A bằng 2 mũ N mà nãy giờ mình làm á, là A ra 2 mũ 21. Vậy có nghĩa là 2 mũ N chính là bằng 2 mũ 21. Từ đây suy ra N sẽ bằng 21 các em nhé. Cái này thì dễ quá. 777 cộng 333 cộng 50 1160 các em. 1160. Không tin cứ thử cộng đi. 777 cộng 333 cộng 50. Con hổ. Tập hợp tất cả các số B có dạng này. Biết rằng B chia hết cho 99. À. Cái bài này á, thầy thấy học sinh của thầy làm mấy lần rồi mà thầy cũng coi qua rồi. X y nó bằng 24. Như vậy là cái số mình cần tìm là số 62, 24, 427. Đó là đáp án đúng các em. Trong bài này ta sẽ dùng dấu hiệu chia hết cho 9 và dấu hiệu chia hết cho 11. Các em coi lại khóa học V63 nha. Dấu hiệu chia hết cho 9 thì các em biết rồi. Còn dấu hiệu chia hết cho 11 thì nghe hơi lạ. Thì tổng hàng lẻ cộng tổng hàng chẵn trừ tổng hàng chẵn sẽ chia hết cho 11. Ở đây không có thời gian thì thầy lướt qua luôn ha. Các em coi lại về số 3. Còn bây giờ thầy đi qua câu khác. Câu này thầy giải ở nít số 1 rồi. Trong nít thứ nhất thầy giải rồi. Số bé nhất là số 63. Còn số lớn nhất sẽ là số 81 hay sao? Nhưng mà ở đây người ta hỏi số bé nhất thì trả lời số bé nhất rồi. Thầy bận thầy đi có việc xíu nha. Thầy có thể giải nhanh lại cái bài hồi nãy các em nhé. Là 6224 427. 6224 xin lỗi, 62XY427. Giờ tại sao XY nó ra 24? Thầy sẽ hướng dẫn nhanh. Giờ theo đề thì cái này nó chia hết cho 99. Vậy suy ra là nó chia hết cho 9
và đồng thời nó cũng chia hết cho 10, 11 đó. Các em phải hiểu chỗ này đã, không? Bây giờ nó chia hết cho 9 đó, thì ta sẽ có cái điều gì xảy ra? Ta sẽ có là 6 cộng 2 cộng x cộng y cộng 4 cộng 2 cộng 7, nó sẽ chia hết cho 9, đúng không? Rồi các em coi, 6 cộng 2 cộng 4 cộng 2 cộng 7 là bao nhiêu nhỉ? 6, 4 là 10, 14, 7 là 21. Vậy là 21 cộng x cộng y để chia hết cho 9, chia cho 9 nè. Như vậy là gì? Thầy tắt ra tiếp, 21 là thầy ghi là 18 cộng 3 cộng x cộng y sẽ chia hết cho 9. Giờ số 18 là chắc chắn chia hết cho 9 rồi. Như vậy suy ra là x cộng y cộng 3 sẽ phải chia hết cho 9. Đó là cái điều thứ nhất. Bây giờ thêm một ý nữa nè, là chia hết cho 11 các em. Chia hết cho 11 thì các em phải nhớ dấu hiệu chia hết cho 11. Thầy có ôn ở trong khóa học với số 3 các em nhé. Muốn chia hết cho 11 thì tổng lẻ trừ tổng chẵn phải chia hết cho 11. Tổng lẻ là gì? Tổng chữ số hàng lẻ đó. Giờ số 7 là hàng đơn vị là được đếm là 1 nè. Số 2 là hàng chục là ở vị trí thứ 2. Hàng trăm là vị trí thứ 3. Y là hàng nghìn là vị trí thứ 4, đúng không? Giờ tổng lẻ là 7 nè. Bỏ số 2 lấy 4. Rồi bỏ y lấy x. Bỏ 2 lấy 6. Giờ tổng lẻ là 6 cộng x cộng 4 cộng 7. Đó là tổng hàng lẻ đó. 7, 4, x, 6. Giờ tới tổng hàng chẵn thì các em lại bỏ 7 lấy 2, bỏ 4 lấy y, bỏ x lấy 2, đúng không? Bỏ 6 thì đây là tổng chẵn. Rồi giờ mình lấy hai cái tổng này trừ nhau. Ta lấy tổng này trừ nhau thì nó phải chia hết cho 11. Đó là dấu hiệu chia hết cho 11 các em. Là tổng hàng lẻ sẽ chia hết cho tổng chữ số hàng chẵn. À, xin lỗi, đây là phép trừ nha. Trừ. Hai cái này trừ nhau là phải chia hết cho 11. Rồi, các em lấy 6 cộng 4 cộng 7 là x cộng 17. X cộng 17 trừ cho y cộng 4. X cộng 17 trừ cho y cộng 4. Thì cái tổng này nó lại thành gì? Phân công nhiệm vụ nè. X thì đem trừ cho y. Thầy có x trừ y. Còn 17 trừ 4. 17 trừ 4 là ra là ra 7. Đúng không? Xin lỗi sai rồi. 17 trừ 4 là ra 13. Nói như vậy tóm lại x trừ y cộng 13 sẽ là chia hết cho 11. Rồi x trừ y thầy để nguyên. 11 thầy lại 13 thầy lại tách ra là thành 2 cộng 11, đúng không? Để chia hết cho 11. Giờ 11 thì chắc chắn chia hết cho 11 rồi. Vậy x trừ y, x trừ y cộng 2 sẽ chia hết cho 11. Đó, giờ các em có hai điều. X cộng y cộng 3 là chia hết cho 9. Vậy các em suy ra x cộng y á là sẽ bằng 6 nè. Cộng lại bằng 6 thì 6 cộng 3 mới chia hết cho 9. 6 cộng 3 bằng 9 chia cho 9. Hoặc là x cộng y bằng 15 cũng được. 15 cộng 3 là 18, 18 chia cho 9 ha. Rồi hết rồi. X cộng y tối đa là bằng 18 thôi các em nhé. Bởi vì x với y là cao nhất là chữ số 9 thôi mà. 9 cộng 9 là 18, đúng không? Giờ không thể hơn được nữa đâu. Dưới này cũng vậy. Suy ra x trừ y. X trừ y bằng bao nhiêu để cộng 2 bằng chia hết cho 11. X trừ y có thể là bằng 7. 7 cộng 2, à xin lỗi, bằng 9. 9 cộng cho 2 là bằng 11, 11 chia cho 11, đúng không? Vậy thôi. Hoặc là x trừ y là bằng âm 2 cũng được kìa. X trừ y bằng âm 2 cũng được á. Nếu x nhỏ hơn y thì lúc x trừ y là âm 2.
52 cộng 2 là bằng 0 thì 0 cũng chia cho 11 ha. Rồi ta thử mấy trường hợp coi nha. Bây giờ x cộng y bằng 6 trước đi. Tức là tổng bằng 6, hiệu bằng trừ 2. Tổng bằng 6, hiệu bằng trừ 2 thì x sẽ bằng, chúng ta xét trường hợp 1 là x cộng y bằng 6, x trừ y bằng trừ 2 thì lúc đó là x là bằng tổng cộng hiệu chia đôi, tức là 6 cộng cho trừ 2 là bằng 4, chia đôi là bằng 2, thì y nó sẽ bằng tổng trừ hiệu chia đôi, là lấy 6 trừ cho trừ 2 là thành 8, 6 trừ trừ 2 là thành 6 cộng 2 đó, là 8, 8 chia đôi là bằng 4. Vậy ta có đáp án thứ nhất là x bằng 2 y bằng 4 nè. Còn đáp án thứ hai, nếu tổng bằng 6 hiệu bằng 9, nếu tổng bằng 6 hiệu bằng 9 thì x sẽ bằng tổng cộng hiệu chia đôi là 6 cộng 9, 6 cộng 9 chia đôi thì nó ra số lẻ mất rồi, 6 cộng 9 15, chia đôi là 37,5. Mà chữ số x, chữ số x thì không có ra lẻ được không, vậy bỏ. Rồi x cộng y là bằng 15, tổng bằng 15 hiệu bằng âm 2 thì lúc đó là tổng x sẽ bằng, xin lỗi, số lớn x sẽ bằng 15 cộng âm 2 chia đôi là thành 13 chia đôi, cũng ra lẻ, bỏ luôn. Rồi tổng bằng 15 hiệu bằng 9 thì lúc đó là x là số lớn sẽ bằng tổng cộng hiệu chia đôi là 15 cộng 9 chia đôi, 15 cộng 9 là 24, chia đôi là 15 cộng 9 là bằng 24, chia đôi là bằng 12, vậy x sẽ bằng 12. Nhưng mà x là chữ số thì cao lắm là bằng 9 thôi chứ không thể bằng 12 được em. Vậy tóm lại chỉ có đáp án x bằng 2 y bằng 4 thôi. Đó là đáp án khi nãy các em nhé. Đề khó. Rồi bây giờ ta tiếp tục giải vòng số 2 các em ha. Nãy thầy bận thầy đi xíu, bây giờ thầy về lại làm bài thi số 2. Hồi nãy mình làm bài 1 rồi họ bảo lưu, giờ mình qua bài tập số 2 đi. Kho báu. Chữ số tận cùng phải là 5 rồi, 5 mũ bao nhiêu thì đuôi cũng ra 5 thôi. Rồi, như vậy là gì? Như vậy là giá trị tuyệt đối của x cộng 9 á, là phải bằng 5. 5 x 2 biểu bằng 10 các em nhé. Từ đây suy ra x cộng 9 á, là bằng 5 cũng được mà bằng trừ 5 cũng được, càng lớn càng tốt, vậy thầy lấy 5. Không, x cộng 9 bằng 5 thì x sẽ bằng trừ 4. Trừ 4 là lớn nhất. Còn nếu x cộng 9 bằng trừ 5 thì nó ra trừ 14. Ở đây người ta đòi x lớn nhất. Tiếp tục bài này. Bài này thì hình như mình cũng giải đâu rồi, không nhớ. 2x cộng 1 nhân cho y trừ 5 bằng 12 thì nhân nhau bằng 12 thì có nhiều đáp án ha. 1 nhân 12 nè bằng 12 nè, 2 nhân 6 nè, 3 nhân 4 nè, 4 nhân 3 nè, 6 nhân 2 nè bằng 12 nhân 1 nè. Đó, giờ các em để ý 2x cộng 1 là số lẻ, hình như cái này giải nít 1 á, x nhân 2 là thành số chẵn, chẵn cộng 1 ra lẻ. Vậy là 2x cộng 1 phải là lẻ ha. Vậy là chỗ này bỏ đi. Không thể bằng 2, không thể bằng 4, không thể bằng 6, không thể bằng 12. Bỏ hết. Bỏ hết mấy trường hợp mà x 2x cộng 1 là số chẵn. Vậy chỉ còn hai tình huống này thôi. Tình huống thứ nhất là 2x cộng 1 bằng 1 thì lúc đó x sẽ bằng 0. Đồng thời y trừ 5 bằng 12 thì y sẽ bằng 17. Tình huống thứ hai là 2x cộng 1 bằng 3 thì x sẽ bằng 1. Đồng thời khi đó y trừ 5 sẽ bằng 4. Y trừ 5 bằng 4 thì y phải bằng 9. 9 trừ 5 ra 4. Giờ hai tình huống này thì các em thấy là trường hợp đầu là x cộng y là bằng 17, trường hợp 2 là x cộng y bằng 10. Mà người ta đòi x cộng y là phải lớn nhất ha. Vậy x 0 này, x 0 đó, x 0 đó là bằng 0, y 0 hay là y 0 bằng 17, đó là đáp án 0, 17. Số học sinh khối 6
Số học sinh khối 6 thầy gọi là A đi. Thì lập tức là A nó sẽ nằm trong vùng từ 120 cho tới 150. Để cho mà A xếp hạng 12 thiếu một học sinh. Vậy thầy cho A cộng thêm một học sinh thì sẽ chia hết cho 12. A học sinh lúc xếp thành từng hàng 18 thì thiếu mất một em. Vậy thầy lấy A là số học sinh đó, bổ sung thêm một em nữa thì nó sẽ xếp đều thành từng hàng 18, tức là chia hết cho 18. Như vậy suy ra là A cộng 1 sẽ là một ước chung nào đó, xin lỗi, sẽ là một bộ chung nào đó của 12 gia mới 18. Như bộ chung của 12 và 18 á, okay. Là bộ chung của 12 và 18 thì okay, các em có thể nhẩm được á là bằng 36 đúng không? Vậy A cộng 1 sẽ là những bội chung của 36. Những bội của 36, 0 nè, 36 nè, 72 nè. Rồi 36 x 2 là 72, 36 x 3 là bằng 108. 36 x 4 là bằng 144. Rồi 36 x 5 là bằng 180. Còn nhiều nữa. Nha. Bây giờ các em coi đáp án nào là có vẻ hợp lý. Vì số học sinh cỡ 120 tới 150 thôi thì mình nghi nghi cái số này. Nó nằm trong vùng xấp xỉ à, từ 120 tới 150 đúng không? Chỉ có số đó thôi. Vậy A cộng 1 bằng 144 thì A sẽ bằng 1443. 143 học sinh. Giờ các em có thể thử lại nha. Một trăm bốn mươi ba học sinh các em đem chia cho 12 có dư 11 không thì thiếu một sinh đó. 143 các em chia dư cho 12 thì nó dư 11 em đúng luôn. Rồi 143 các em đem chia dư cho 18, mấy cái này thầy dạy trong khóa học V61, V62, V63 rồi các em nhé, dư 17 đúng luôn nè. Vậy là thiếu một sinh đó. Vậy đáp án là 143 ha. Tìm số tự nhiên nhỏ nhất. Biết rằng khi số này chia cho 29 dư 5 và chia cho 31 dư 20, 28. Những loại toán kiểu này thầy đã dạy các em cách làm rất nhanh ở trong khóa học V63 rồi. Các em dở ra mà coi lại thôi nhé. Còn đây thầy sẽ dạy theo kiểu toán học. Và cách giải toán học của nó cũng có gì ghê gớm đâu kìa. A chia 29 dư 5. Đó. A chia 31 dư 28. Giờ mình sẽ lái bài toán chia dư này về bài toán chia hết nha. Đáp án của bài này sẽ là 121. Các em coi lại cái bài giảng số 5, số 6 trong khóa học V63 nha. Các em sẽ nắm được cách giải bài này. Rồi, ta qua nick số 3 thì thầy sẽ giải hết các ô ở đây. Bây giờ thì lướt qua. Câu hỏi số 1. Ước chung lớn nhất của hai số này thì sẽ là 6. Tìm 6 à. Thấy 6 rồi hết nhỉ. Ước chung lớn nhất là 6 đúng rồi. Đây này. 54 chia 9 là được 6, 6 x 9 54. Câu hỏi số 2. Cái này các em cộng thử. 1 cộng 8 cộng 27 cộng 64 bằng 90. 90 đáp án nào 90? Đây. Ước chung lớn nhất của hai số này sẽ là không được, không đúng. Sai, không phải. 90 vậy. Đây thử coi. Không đúng. 4 mũ 3 là 64 cộng 27. Hình như bằng 100, thì cộng sai rồi. Nó bằng 100 mới đúng nha. Vậy là 10 bình ha. Số nguyên tố nhỏ hơn 30 thì có bao nhiêu nhỉ?
2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 số. Đây, 2 mũ 2 là 4, cộng 6 là 10. 10 mũ 4 là 10.000 trừ cho 16 nhân cho 125 bằng 8.000 game. 8.000. 8.000 thì tôi nghĩ là số nào? Hình như số này, thử coi. 2 mũ 8 cộng 2 mũ 6 được bao nhiêu nhân cho 25? 8.000 đúng luôn. Mình nhìn nghi nghi cơ. Chứ đừng có tính bừa. 6 mũ 5, 2 mũ 5 nhân 3 mũ 4. 6 mũ 5 nè cộng 2 mũ 5 nè nhân cho 3 mũ 4. 10.368, không thể là cái này, không thể là cái này, không thể là cái này, không thể là cái này. Đây này, chắc đây. 10.368 mình tính thử coi. 2 nhân 4 mũ 3 nhân 9 mũ 2. Đúng luôn, đáp án này kìa. 100 mà trừ 22 thì ra 78. Trình hình đây nè. Câu hỏi số 7. 100 chia đôi ra 50. Đây, 49 cộng 1 là 50. Câu hỏi số 8. 2 mũ 3 mũ 2 thì không thể nào là cái này rồi. Vậy em tính ở phía trên trước. 3 mũ 2 là 9. Như vậy là 2 mũ 3 mũ 2 là 2 mũ 9 đó. 2 mũ 9 thì bằng 512. 512. Ủa? Hình như là cái này. Thử coi. 2 mũ 2 mũ 3 rồi nhân cho 2. Đúng 512 luôn. Câu cuối cùng nó là 2 mũ 4, 4 số 2 nhân nhau mà. Rồi, hẹn gặp các em ở trong nick số 3. Nick số 3 thầy sẽ giải những cái bài mà thầy chưa giải ở nick 2 nha. Bài này thầy hơi vội xíu. Rồi, chào tạm biệt các em. Các em nhớ đăng ký khóa học V63 của thầy đi. À, để thi hiện cho tốt.